Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Điên rồi đấy. Điên rồi đấy. Điên rồi đấy. Hello, chào mọi người, mình là Phạm Thư đây. Chào mọi người đến với video tiếp theo của Thư nhá. Mọi người ơi, lần trước mọi người cũng thấy là Kiên Chổi nó chôn mình, là bắt chước mình, là mình làm cái gì cũng bắt chước lại theo. Thì hôm nay mình cũng sẽ chôn lại Kiên Chổi để xem Kiên Chổi nó sẽ phản ứng như thế nào nhá. Thì bây giờ là chồng mình đang đi ra ngoài kia chơi, bây giờ mình sẽ đi ra đấy, sau đó là mình sẽ chôn. Mọi người muốn xem màn chôn này của Thư như thế nào thì mọi người đi theo Thư nhá. Đi. Mình hôm nọ đã bầu bì, đã tức thì chớ, trong người khó chịu nó cứ chôn mình, hôm nay mình sẽ chôn lại. Ra đây gì ấy? Tôi nhớ chồng quá, em ra em thăm. Mới chỉ xa cách chồng mình có 2 phút thôi là thấy nhớ rồi. Ăn bưởi không? Đang bốc bưởi à? Vừa lấy được quả bưởi bên hàng xóm, bà cho đang bóc. Ăn ngon, không biết ngon không. Bọc cậy ra khó quá. Yếu thế à? Bây giờ trời lạnh, đây rồi. Ngon phết đấy. Ngon phết đấy. Ngon phết đấy. Ngọt nước nhở? Ngọt nước nhở? Ngọt nước nhở? Gì đấy? Gì đấy? Sao bắt đầu? Sao bắt đầu? Sao bắt đầu? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Ủa? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ngon không? Ngon không? Điên rồi đấy. Điên rồi đấy. Điên rồi đấy. Ngon không? Chồng hỏi vợ ăn ngon không? Vợ hỏi chồng ăn ngon không? Ngon. Ngon. Ngại cái gì? Ngại cái gì? Ngại cái gì? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Đi đây ăn. Đi đây ăn một mình. Đi ra đây, vợ chồng ra đây, vợ đi ra đây làm gì? Vợ đi ra đây chẳng biết làm gì. Vợ đi ra đây chẳng biết làm gì. Đấy, ở đấy đi. Ở đấy đi. Hâm à? Hâm à. Bố láo. Bố láo.
bật cả chồng à? Chú ơi, bật cả vợ luôn à? Nhờn đấy. Nhờn đâu? Ăn xong rồi rửa bát đi. Đi ra vợ chồng làm gì? Đi ra vợ làm gì nhở? Đi đi. Chúng đi đi. Ngoài nữa, đấy vứt đấy. Ngoài nữa vứt đây. Đứng nhìn đời nè. Đứng nhìn đời này. What the fuck? Damn! Nước mắt nhìn đời luôn này. Hút bót nè. Hút bót này. Bán no này. Bán no này. Ăn tiếp này. Ăn tiếp này. Ôi trời ơi. Nhạy. Ôi trời, ăn hết đã. Mình vẫn ăn à? Ừ. Ấy nè. Được đấy nhỉ. Đừng có mà nhạy. Nhưng mà không bắt chiếc người ta. Thế vợ như ở nấu cơm chưa? Thế chồng nấu cơm chưa? Thì nấu cơm đi. Mày bị sao đấy? Điểm sao đấy nhở? Cả mình. Về nấu cơm đi. Vợ về nấu ấy mà. Chồng về nấu ấy mà. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Vợ nấu nha, chồng nấu sao được? Biết nấu đâu mà nấu. Chồng nấu chứ vợ nấu sao được. Thế đi theo chồng làm gì? Chồng đi theo vợ làm gì? Chồng đi thẳng lên rồi, đi thẳng về đi chơi mà. Thì vợ đang đi thẳng đi chơi làm gì? Vợ ngoài nó nào? Thế chồng ngoài nó nào? Đây. Đang ngoài nó nào? Còn thế này. Tao gọi là đi sang nhà bạn ta chơi. Đang ngồi ở đây sang bạn ta chơi. Bạn mày à? Bạn tao chứ. Bạn tao mà. Nhà bạn tao ấy, nhà bạn mày đâu? Nhà bạn tao đấy, nhà bạn mày đâu? Nhà bạn tao ở kia. Ở đâu? Bạn tao ở đây. Nhà tao, nhà bạn tao đây mà. Nhà bạn tao cũng ở đây. Tao vào nhà bạn tao mà. Tao vào nhà bạn tao. Ô. Nhà bạn mày đúng không? Đúng rồi. Nhà bạn tao trong kia mà, mày vào đi. Bạn tao cũng ở trong kia mà. Tao đứng đây chơi. Tao không đứng nữa. Tao ăn xong rồi đi chơi. Ngon thật đấy. Ngon nước này. Ngon nước. Quần áo đẹp nhỉ? Có xinh cái. Cô đi về đây. Bạn đi về đây. Bạn chưa đi còn gì nữa. Bạn chưa đi còn gì. Tao đi về mà. Mày đi về cho mày đi. Mày về cho mày đi. Tao không quen. Tao không quen. Ui giật kìa. Chồng gì có. Chưa à? 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 Mình vừa treo, mình bắt chước lại tất cả mọi thứ ấy. Xong rồi là tức. Tức không? Tức vãi chứ. Thế sao chồng có nhớ hôm nọ chồng cũng chưa mọi thế không? Vậy có nhớ hôm nọ chồng cũng như vậy thế không? Chồng có nhớ không? Bạn chồng có gọi thế không? Bạn có nhớ loại chồng có gọi thế không? Thế không? mọi người thấy bạn trâu này của Tư đâu
buồn cười và đặc biệt không? Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người cho tôi xin like và một share nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người nghĩ ra hộ thư xem là quán bên chôn này nó buồn cười đâu không, để tư chôn kiên trời tiếp nha mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cười nhiều quá, hạnh phúc quá, sướng quá.